Hello, tao chào Hảo, xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang xem series Tiếng Trung Nhanh tại kênh Tiếng Trung Bồi TV Channel. Hôm nay Ad sẽ giới thiệu cho các bạn video đầu tiên của series Tiếng Trung Nhanh. Đó là cách xin chào, cách chào hỏi trong tiếng Trung một cách cơ bản nhất. Thì cũng như trong tiếng Việt thì trong tiếng Trung có nhiều cách để chào hỏi, mỗi cách sẽ dùng trong những tình huống khác nhau. Và chúng ta sẽ có một câu hỏi là câu nào sẽ là câu chào trong mọi tình huống, mọi địa điểm đều có thể dùng được. Thì Ad chỉ có thể giới thiệu cho các bạn đó là câu ní hảo. Ní hảo. Thì các bạn phân tích thì ní hảo thì chúng ta có hai chữ Hán. Chữ đầu tiên là chữ ní. Ní. Chữ này là chỉ toàn bộ về ngôi thứ hai số ít thì chúng ta sẽ dùng chữ ní. Có nghĩa là anh, chị. Được chưa? Anh, chị, bạn đều chúng ta đều có thể dùng chữ ní. Chữ thứ hai là chữ hảo. Hảo. Hảo thì có nghĩa là tốt đẹp. Như vậy là các bạn thấy là khi chúng ta ghép chữ nỉ với chữ hảo thì chúng ta lại trở thành một câu chào khá là phổ biến, đó là ní hảo. Và sẽ có nhiều bạn hỏi là với chữ đầu tiên S đọc là nỉ, đúng không ạ? Nỉ. Chữ thứ hai S đọc là hảo. Tại sao khi chúng ta ghép lại thì chúng ta lại đọc là ní hảo? Thì các bạn thấy là khi các bạn muốn học phát âm tiếng Trung thì chúng ta sẽ có một phần nhỏ trong phần phát âm, đó là quy tắc biến điệu. Có nghĩa là khi hai thanh ba mà đứng gần nhau thì thanh thứ nhất sẽ chuyển thành đọc thành thanh hai, thì chúng ta sẽ đọc là ní hảo, được chưa? Ní hảo. Và các bạn sẽ hỏi là tại sao lại phải biến điệu như thế, thì đây là quy tắc. Ngoài ra thì theo kinh nghiệm của S thì các bạn hoàn toàn có thể đọc là nỉ hảo. Nhưng mà các bạn biết tại sao người ta lại không đọc là nỉ hảo không? Bởi vì khi chúng ta đọc nỉ hảo thì chúng ta cái miệng của chúng ta sẽ không được thuận cho lắm. Bởi vì các bạn để ý là khi chúng ta đọc thanh 3 thì chúng ta sẽ phải đi xuống rồi đi lên, đúng không ạ? Nỉ hảo. Thì khi chúng ta đọc gần nhau chúng ta sẽ đọc là nỉ hảo. Như vậy thì nó không được thuận miệng. Cho nên chúng ta đọc là ní hảo thì nó rất là thuận, bởi vì là có một hướng đi lên. Đó, và xuống vậy lên. Ní hảo. Ní hảo, được chưa? Thì đây là một cách nhìn nhận khác của S về cách biến điệu âm ní hảo. Ní hảo ma. Ủa hắn hảo. Ủa hắn hảo. Ok, chúng ta tiếp tục tìm hiểu một lưu ý thứ hai, đó chính là khi chúng ta nói lời chào đối với những người mà chúng ta đã quen biết thì chúng ta sẽ đặt tên người, đó, chúng ta sẽ đặt tên người ta hoặc là chức vụ của người đấy trước từ ní hảo, được chưa? Và để đáp lại thì chúng ta cũng sẽ nói là ní hảo. Ví dụ ở trên bảng thì chúng ta có hai bạn, đó là bạn Mỹ Lị hay là tiếng Việt đọc là Mỹ Lệ. Và bạn thứ hai là bạn Ta Wei, bạn đại vệ. Mấy lì, ní hảo. Và bạn Mỹ Lệ sẽ trả lời là Ta Wei, ní hảo. Mấy lì, ní hảo. Ta Wei, ní hảo. Đó. Như vậy là chúng ta nhớ nhá, chúng ta sẽ thêm tên người ta hoặc là chức vụ trước từ ní hảo để cho câu chào nó được trọn vẹn hơn. Tiếp theo chúng ta sang một lưu ý thứ hai, đó là khi chúng ta gặp những người lớn tuổi hơn hoặc những người trưởng thành hơn chúng ta, chúng ta muốn thể hiện sự kính trọng thì chúng ta sẽ thay chữ nỉ thành chữ nín. Thì các bạn nhìn vào phần chữ Hán thì em sẽ giới thiệu cho các bạn một chút. Đây là chữ nỉ, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ cần thêm bộ tâm ở phía bên dưới. Đó, chúng ta thêm bộ tâm ở phía bên dưới. Tiếng Trung đọc là xin, đó, bộ tâm. Thì chúng ta lúc này chữ nỉ sẽ trở thành chữ nín, đúng không ạ? Và lúc nãy chúng ta học cái từ ní hảo thì bây giờ sẽ trở thành chữ nín hảo. Nín hảo, được chưa? Thì lúc này sẽ có nghĩa là chào ông, chào bà. Đó, đối với những người chúng ta kính trọng hơn thì chúng ta sẽ chào là nín hảo thay cho từ ní hảo. Chúng ta sang một ví dụ nhé. Dễ dễ, nín hảo. Ní hảo. Ở đây có từ dễ dễ. Dễ dễ có hai nghĩa. Thì trong video này em chỉ giới thiệu qua cho các bạn một chút. Dễ dễ có nghĩa là ông nội. Khi chúng ta học về các từ, các thành viên trong gia đình thì chúng ta hay có từ dế dế, nải nai, đúng không? Ông nội, bà nội đó. Ngoài ra thì từ dế dế sẽ được dùng gọi đối với những người cùng tuổi hoặc là cùng thế hệ ngang tuổi với ông mình thì chúng ta cũng có thể gọi là dế dế. Đó, ví dụ dế dế, ní hảo, xin chào ông. Và ông sẽ đáp lại là ní hảo, chào cháu. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.